Mỹ Phú 2 những ngày sau lũ quét. Cảnh tượng tan hoang hiển hiện khắp thôn. Đây là những gì còn lại của gia đình bà Trần Thị Lành ở thôn Phú Mỹ 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An. Nhà neo người nên công việc dọn dẹp sau lũ, bà Lành phải nhờ đến các chiến sĩ của tiểu đoàn bộ binh 85, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ. Như nước nó đùng đùng vô là trong nhà đi, chị ôm cái thằng cháu nhỏ nữa chạy lên trên là chưa có kịp là đồng vô nó chen vô liền, không có mua được cái gì hết. Chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ dân ở khu vực địa phương đây khắc phục những hậu quả, rất là nhiều chỗ rất chi là nghiêm trọng, thiệt hại về vật chất cũng như là con người. Nhiều chỗ như chợ là ngập, rất là hư hỏng chợ. Chúng tôi đã cố gắng dọn dẹp đường xá cũng như là khắc phục, dọn dẹp mọi nơi, khi có dân có nhu cầu chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Trận lũ đi qua, các tiểu thương ở chợ Phiên Thứ, xã An Hiệp bị thiệt hại nặng nề. Cho dù đã lường trước được mưa lớn sẽ gây ngập chợ, phải di chuyển hàng hóa lên cao, nhưng lũ quét quá bất ngờ khiến nhiều tiểu thương không kịp trở tay. Toàn bộ hàng hóa bị ướt hoặc hư hỏng. Chuyến đồ đã lên cao rồi, nhưng mà nó quá tầm cỡ rồi, hết đường. Còn dự định nên đi vô năm tấc, bây giờ nó lên cái thước thôi chứ làm sao. Chỉ như anh em, muốn đi học thì mình nói vậy. Anh em hết sức nhập tình, nói được đâu. Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban nhân dân xã An Hiệp, huyện Tuy An, trận lũ vừa qua đã nhấn chìm hơn 500 nhà dân, hư hại 120 ha hoa màu, trên 650 ha lúa, hàng trăm con gia súc gia cầm cùng nhiều đồ dùng trong các gia đình đã bị cuốn trôi hoặc hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 44 tỷ đồng. Lực lượng của bộ đội biên phòng và bộ đội tỉnh cũng như chiến sĩ công an về cùng để giúp bà con để khắc phục. Bây giờ là cuộc sống bà con vẫn tạm ổn, nhưng mà thì mong muốn rằng thì các cấp ban ngành vẫn về tiếp tục ở địa phương để ủng hộ và giúp đỡ người dân để cho cuộc sống người dân tốt hơn. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì sự bình yên cuộc sống của người dân, cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đang sát cánh cùng nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.